Đây là nguồn nước nguồn vô máy. Nói ra hai hướng, một hướng là vô trong đèn hơi, một hướng là lên trên này, thì lắc mình xả xuống. Thì cái nồi hơi á, mình muốn nước vô nồi á thì mình mở cái van nha. Nước từ trong này nó chảy lên đây, này thì thấy mình phải dập lên. Cho nó lên tới cái vạch ca này thì là thôi. Ai đây rồi, đóng lại. Chút nữa nhiệt tĩnh nữa nào. Này cái máy xay nó có bộ phận ẩn thái rồi. Nó có cái lỗ chính giữa này, chị đặt vào, xong rồi chị đắp cái miếng này. Để cái miếng đá lên, cái miếng đá nó cả hai mặt, thì chị để cái mặt dưới. Quay mặt dưới ra em. Đây mặt dưới. Bằng cả là xuống dưới. Rồi, đó. Còn này nó có cái con ốc dưới này. Cái này nó dựng miếng đá. Ngày nào bị cái này đó? Dạ. Rồi, chạm xong rồi mình kiểm tra. Kiểm tra nó cũng quay rồi. Rồi. Nó nhẹ hay là sao mình kiểm tra nó nhẹ. Rồi, có cái này. Này là có hai miếng đá này chị. Bắp ở trên xuống này thì nó kiểm hai miếng đá thì miếng đá nó dưới nó quay nha. Nó cài vô miếng đá hơn thì bắp nó được sao. Thì em có một trong một bộ máy này nó có hai miếng đá của hư hai miếng đá này thì còn hai miếng đá nữa rồi xay rồi đá nó đi thu bắp không? Không không, để em bày cách chỉnh chỉnh đá chứ. Nó có cái vòng cái nấm xay này nè, nó có hai chiều, một chiều quay qua đây á thì hai miếng đá nó chặt lại, chiều quay ngược lại hai miếng đá lỏng ra. Em rờ anh kiểm tra có cái vòng này, cái vòng này, cái vòng mà nãy mình có cắm cái lỏng vô rồi. Mình quay nó, nếu mà nghe hai miếng, hai miếng đá nó cạ vào nhau một cái gì thì xích nhất là một xíu là nó có hai miếng đá đó mà thôi. Đúng rồi thôi. Và hình như hướng này là nó chặt. Cái nước cầu luôn vô trực tiếp hay sao? Nước từ bồn chảy xuống trực tiếp luôn hả?
nước từ dưới này nó lên. Từ ở dưới nãy mình bơm vô ở dưới trước rồi. Không, nó đang bơm trực tiếp vô luôn á. À, nó bơm trực tiếp. Chị vặn là xong rồi, xong rồi chị mới vặn nút xanh. Lúc đó nó mới nhận được cái lệnh là nó đun như ở trong. Là nó đun hơi nước con này. Hơi nước con này nóng là nó theo cái đường ống này ở trong bồn. Nó qua trong bồn là nóng sữa. Chứ không phải là nó đun trực tiếp vào biển trong đó. Nó đun bằng hơi nước nóng. Xong rồi. Đúng rồi. Trong quá trình đó thì chị cứ vặn cái quả này, cái sữa bột. Rồi chị. Dạ. Chú bơm nhanh ghê chị Mai. Trên bồn đó là nó giống bồn như đây giống bồn như thế. Đúng rồi, theo tất bồn này bao nhiêu thì bồn này bao nhiêu. Bồn mới bồn chứa. Thank you.